phận sống với nghề thương mại. Xưa trong sương nguy hại lèo lái con tàu, trên mắt họ đã tường việc Chúa thăm sâu và xem kỳ công Ngài giữa dòng bể dâu. Trời nhào xuống lòng khơi làm cho họ ra rời cõi lòng tạ tơi. Hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa từ nhân, tới muôn ngàn đời tình Chúa không cầu xin cùng Chúa lúc gặp nguy khó, Chúa chia tay đưa họ khỏi bước nguy cùng, Chúa biến trần bão bùng thành gió nhẹ rung và sóng gầm bỗng lặng dưới trời đầy trăng. Bên mong chờ hãy cất lời cảm tạ vì Chúa từ bi và muôn kỳ công Ngài đã vì phàm làm như yếm che thân.
vươn tới truyền khiến cho biển khơi trời im gió làm sóng to lặng yên. Nguyện xin Chúa đổ xuống thêm lòng tin và gìn giữ hội thánh luôn bình an. Ân thân Chúa Cha. Truyền chỉ lối đình biên sóng đây rồi, đặt mốc ngăn tràn để con sóng tiêu tan. Người bước tới truyền khiến cho biển khơi trời.